present, động từ đọc là present và danh từ đọc là present. Nè, tùy theo chỗ mà các bạn sẽ đọc. Present. Đây, tính từ và danh từ đọc là present. Present. He has brought much of the present crisis on himself. The government's present economic difficulties. It has been skillfully renovated by the present owners. No statement can be made at the present time. Được chưa? Như vậy các bạn thấy không? Có chỉ có một chữ đó thôi mà các bạn học mê luôn chưa? Này, trời ơi là trời, trời ơi. Đó, khủng khiếp chưa? Như vậy đề nghị các bạn buổi tới phải thuộc chữ này. Phải thuộc chữ này. Thầy vẫn đang yêu cầu các bạn phát âm tốt. Rồi các bạn quở lúc nào thì các bạn cứ mở từ điển này ra, các bạn viết những cái từ gì đó buồn buồn, viết đại vô cho nó đọc cho mình nghe. Thay vì các bạn chơi game mà không biết vì sao hiện nay ai cũng khoái chơi game mà thầy nguyền rủa ai chơi game. Rồi thuộc nha, buổi học tới là kiểm tra đó, kiểm tra và thấy không? Cách tốt nhất là các bạn in nó ra, các bạn đốt uống mà thuộc nhất. Rồi chúng ta đi học presenting cases. Once you have taken history, một khi các bạn đã hỏi kỹ bệnh sử, carried out a clinical examination. Chúng ta phải thực hiện một cái chuyện khám lâm sàng and document the findings. Và các bạn phải ghi hồ sơ những cái dấu hiệu mà mình ghi nhận được. Your job is not yet over. You will also need to communicate your assessment or for the patient to other. Các bạn cần phải trao đổi cái thông tin của bệnh nhân mình với những cái đồng nghiệp khác nữa. In many situations, you will be expected to present your findings orally. Trong rất là nhiều tình huống, các bạn phải trình miệng, phải báo cáo lại với các bác sĩ cao hơn đó, trình độ cao đó, về cái tình hình mà bệnh nhân mà mình khám. Presenting a new case on the ward route, follow a mission. Ward route là đi 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 khám bệnh trong khoa, tiếng Anh nó gọi là ward route, tức là đi đi khám bệnh nguyên khoa đó, tiếng Pháp nó gọi là đi visit, không visit tiếng Anh là ward route, tiếng Pháp là không. Khi đi khám bệnh toàn khoa thì các bác sĩ trẻ phải trình cái bệnh đó cho các bác sĩ trưởng khoa, ta gọi là ward round. Hiện nay thì các em không có được đi ward round nữa, lý do là sinh viên đông quá cho nên các cái thầy không có làm cái ward round. Bên bệnh viện đại học y dược cũng có nhưng mà cũng không thường xuyên. Khi đi ward round thì chúng ta học được nhiều lắm, cái người bác sĩ trẻ phải trình bệnh cho các bác sĩ trưởng phó khoa để người ta nắm bệnh rồi người ta giảng bài luôn. Updating the team on the patient support during the inpatient ward route. Chúng ta phải cập nhật những cái thông tin mới nhất
cho các bác sĩ trong khoa của mình nắm về cái tình hình của bệnh nhân nằm ở trong khoa. Inpatient ward out tức là của những bệnh nhân mà nằm trong nội trú đó, bệnh nhân nội trú. Inpatient là bệnh nhân nội trú, bệnh nội trú. Outpatient là bệnh ngoại trú. Cái từ đó phải thuộc lòng nha. Inpatient. Các bạn thấy cái, tất cả những cái phần thầy giảng kia rồi, lớp trưởng đã tóm tắt và đã ghi rất là đầy đủ, hồi nãy đã cập nhật lên trên cái trang chủ của cái Zalo, rất là hiện đại cho các bạn, dễ học. Như vậy các bạn phải biết ơn cái công lao của lớp trưởng đã bỏ ra cho chúng ta. Hồi lâu chúng ta cũng phải bọn lớp trưởng đi tắm. Performing a patient handover between shifts. Shift là giữa các cái ca trực, giữa cái ca này qua ca khác ta gọi là shift. Trực đêm thì ta gọi là night shift. Đó, mình nói là ngày mai tôi trực đêm, thì tôi nói là I am on night shift tomorrow. Trực đêm. Hình thức trực khác nhau. Sinh viên khi đi niệu ở đâu thành phố thì thường là không phải trực đêm, vì cái khoa niệu ban đêm không có chuyện gì làm. Nhưng mà những cái khoa khác, nhất là ngoại bụng, ngoại chấn thương, ngoại bụng, ngoại bụng, ngoại ọc tô, ngoại thần kinh thì trực đêm làm việc rất là dữ, bởi vì xe đụng nhiều, cho nên mổ bụng, mổ tay chân, mổ đầu rất là nhiều ban đêm. Ngược lại niệu thì ít, nó có đụng nó cũng ít đụng vô bọng đái hoặc đụng vô thận. Obtaining telephone advice from a senior colleague. Các bạn phải phân biệt được hai chữ colleague và colleague, không có nhầm hai từ đó. Từ này ta đọc là colleague, còn từ này ta đọc là colleague. Rồi. Colleague, còn kia là college, một bên là g, một bên là g, không có nhầm nha. Chữ này đọc là g, chữ này đọc là g, g, g. Rồi, phải kiểm tra một số bạn ta. Thứ tự nha. Đặng Thịnh 1, Đặng Thịnh 2, Hoàng Xuyên 3, Hưng Phạm 4, Hữu Phúc 5, Thái Ngọc 6, Lộc Phạm 7, Mai Anh 8, Minh Khá 9, Mỹ Duyên 10, Diễm Trang 11, Nhật Minh 12, Đặng Minh Quý 13, Tài Đoàn 14, Quỳnh Thông 15, Lâm Trí Vĩnh 16, Tống Xuân Anh 17, Lương Tử Yến 17, cộng với 2 người là 19, cộng với 2 cái máy của thầy nữa là 21. Dạ, 17 bạn. Ta sẽ nghe 17 bạn đọc. Các bạn nghe lại một lần nữa trước khi các bạn được đọc. College. Colleague. 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 Được chưa? Cái kia là college, còn đây là colleague. Ok, chúng ta nghe đây. Colleagues. Colleagues.
Khó vô cùng chưa? Colleagues. Chữ này sẽ đọc là colleagues. Colleagues. Z. Có nghĩa là colleagues. Còn này là colleague. Này colleagues. Z. Nghe lại nào. Colleagues. Colleagues. Z. Thè cái họng ra. Thè cái lưỡi đẩy ra ngoài. Colleagues. Z. Colleagues. Đó. Có nghĩa là colleagues. Without consulting his colleagues, he flew from Lisbon to Split. Without consulting his colleagues, he flew from Lisbon to Split. A colleague urged him to see a psychiatrist, but Faulkner refused. A colleague urged him to see a psychiatrist, but Faulkner refused. Được chưa? Như vậy ở đây ta phải đọc ba chữ. Đó là chữ colleagues. Colleague và colleague. Khó vô cùng. Được chưa? Để cho các bạn tập trung thì bôi hết cái này. Để cho các bạn tập trung thì phóng đại nó lên. Yeah. Còn gì nữa? Có cần lấy kim không? Rồi, thứ tự nhớ chưa? Từ 1 tới 17 nhớ chưa? 1. Ủa, như nó đổi nữa là sao? Đổi rồi. Hồi nãy bên trên Đặng Hoàng Xuyên đâu phải là Đặng Thịnh đâu. Rồi. Hồi nãy, còn nhớ thứ tự không? Alo? Chào mấy bạn còn nhớ thì ơi. Rồi bắt đầu. Rồi bắt đầu. Bạn số 1. Dạ em là Thịnh nha. Rồi. College. College. Colleagues. Dạ em Hoàng Xuyên. College. Em Tấn Hưng nè. College. College. Ok, tạm tạm. Tiếp tục. Dạ em Hữu Phúc. College. 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 Tiếp tục. Em thấy Ngọc này. College. 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 Mày giống hệt nha, trời trời, ba chữ giống hệt nha. Tiếp tục. Dạ em Hữu Lộc nha. College. 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 Đó, được đó. Rồi, rồi, tiếp tục. Bạn đó được đó. Dạ, em Minh Khá thầy ơi. Rồi. College. 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 Ok, được. Rồi. Tiếp tục. Dạ, em Mỹ Duyên thầy ơi. College. 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 Ok, được đó. Rất là tốt. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục. Dạ em Yến Giang rồi. College. 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 Đó, quá tốt luôn. Cảm ơn mọi Yến Giang, rất tốt. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục. Dạ em Nhật Minh. College. 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 Ok, tiếp tục. Tiếp tục. Nào mất à? Dạ dạ em dạ. Lý Minh Hà. College. Ok, tiếp tục. Dạ em Tài Đoàn. College. 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 À, chữ thứ ba cái bộ không giống ai chứ. Rồi, tiếp tục. Đúng không ạ? Quỳnh Thông, Trí Vĩnh, Xuân Anh, Tiểu Yến, còn bốn người đó. Mời. Mời. Em là Hồng. Ừ. College. College.
College. Ok, tiếp tục. Tiếp tục. Tri Vĩnh đúng không? Tri Vĩnh nhắn tin vô cái mic không bị hư cái này. Rồi tiếp tục. Bạn dạ, con College. 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 Ok. Chữ cuối thầy chút. Tiếp tục. Mời dạ cùng. Con. Dạ con ý nè. Dạ college. Colleague. Colleague. Ok. Giờ thầy copy cái này. Thầy bỏ lên đây. Dạ. Không. Rồi các bạn về các bạn gửi cho cô Liên các bạn bắt nó đọc nha. Được chưa? Có hai người đọc thầy hài lòng nhất thôi. Người số 3 và Diễm Trang. Người số 3 là tên gì? Hưng Phạm. Hưng Phạm và Diễm Trang. Có hai người đó là thầy hài lòng nhất thôi. Còn lại những người khác thì cũng ok. Mỹ Duyên cũng ok. Nhưng mà không chuẩn lắm bằng Diễm Trang. Rồi. Đó nha, để đây nha, về về nhà học tập nha. Rồi. Đây tiếp. Chúng ta phải quan tâm từ đây tới hè hai chuyện thôi. Chuyện quan trọng nhất đó là triệu chứng học. Có nghĩa là các bạn phải phát biểu được triệu chứng ngon lành, các bạn phải khám được triệu chứng. Và thứ hai là phát âm. Từ đây tới hè các bạn phải nói từ nào chuẩn mực từ nấy rõ ràng cho thầy. Không có cần nhiều, nhưng mà từ nào câu nào the key to an effective case presentation is to be clear and concise. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải trình bày làm sao rõ ràng và ngắn gọn. Thứ nhất là các triệu chứng quan trọng, những triệu chứng dương tính và những triệu chứng âm tính. Sinh viên của mình thì chỉ quen được triệu chứng dương tính thôi chứ không quen được triệu chứng âm tính. Các bạn hay ghi cái kẹt nít quên cái ARGE âm tính. ARGE âm tính trong trường mình dạy sai đó. ARGE âm tính có nghĩa là bệnh nhân có nguy cơ bệnh phổi nhưng không có suy tim phải thì ta mới ghi là ARGE âm tính, chứ không phải bệnh nhân nào cũng ARGE âm tính. Bệnh nhân nào cũng ARGE âm tính khi người đó có hút thuốc lá mà không có suy tim phải thì ta mới ghi là ARGE âm tính. Còn bệnh nhân nào, bệnh nhân nữ 20 tuổi gì một thừa cũng ghi ARGE âm tính 7. Đây là cái sai của bên huấn luyện kỹ năng của trường mình. Và hôm qua về thầy đã nói với Hoàng Xuyên và một số người đó. Và các bạn gửi cho thầy rất là nhiều cái video, các bạn có thể liếc qua một chút nè. Rất là nhiều video nhưng mà không xài được. Để các bạn xem, ta có thể đi lướt qua một mớ cái video. Từ đó hồi nãy thầy đã giới thiệu các em một số các video bằng tiếng Anh và các bạn cố gắng học theo nó để vừa cải thiện cái kỹ năng khám lâm sàng của mình mà cũng vừa để kiếm về còn lâu hơn thầy gõ đây. Lớp chúng ta không còn đông, khoảng 20 mấy bạn, 45 bạn. Tuy nhiên cứ đoàn kết và học tốt và các cái bạn lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm thì chúng ta hy vọng là lớp chúng ta lên 54, 55 sẽ ngon lành.
Facebook bây giờ đứng chân rồi. Thôi học tiếp đi. Rồi. Những chữ ở chứng âm tính các bạn nhớ. Ví dụ như là một bệnh nhân nữ 20 tuổi đang hút chuột phải thì những triệu chứng dương tính và âm tính các bạn đều phải kể hết. Ví dụ như là ngày kinh cuối cùng của bệnh nhân gần nhất là hồi nào. Ví dụ như bệnh nhân không có quan hệ tình dục. Ví dụ như là bệnh nhân bla 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 bla, tất cả những cái gì có và không có được cái gì. Learning what to include and what to omit is key. Chúng ta phải học được cái kỹ năng cái gì nhớ, cái gì quên. What to include and what to omit. Có nghĩa là cái gì phải ghi và cái gì không nên ghi. What to include. Cái gì phải viết vô bên này. Yeah. What to omit. Cái gì phải viết vô bệnh án và cái gì không được viết vô bệnh án, chứ không phải là cái gì cũng viết. Hoặc là những cái từ ngữ của bệnh nhân mà ta không thể viết vô được, ví dụ như bệnh nhân nói 3 ngày không đi ỉa thì chúng ta không thể nào viết vô bệnh án là 3 ngày không đi ỉa. Hoặc có những cái từ của bệnh nhân phải được chuyển thành từ của y khoa, ví dụ như là trung tiện, đánh giấm chứ không phải là địch. Hoặc là những cái thuật ngữ như là đi cầu phân đen, như như nhựa đường, đó là những cái, hoặc là đi phân như như nước rửa thịt, đó là những cái thuật ngữ đặc hiệu để mô tả một cái bệnh lý đặc trưng mà các bạn phải thuộc lòng. Rồi, better you become. Begin with an arresting sentence, close a strong summary. Yeah. Bắt đầu bằng một cái câu arresting sentence. Rồi, kết thúc bằng một cái kết luận rất là mạnh. It's between speak simply, clearly and all way to the point. Above all, be brief. Đó. Người ta dạy chúng ta là begin with arresting sentence. Một cái câu mà nó xin thầm này khó dịch lại nha. Đây là cái co-founder of Mayo Clinic, ông dạy sinh viên là phải làm một cái bệnh án kiểu như vậy. Bác sĩ nội trú làm bệnh án giống như vậy. Begin with an arresting sentence, close with a strong summary. Thầy sẽ tóm tắt lại cái này bằng một cái bài giảng chi tiết rồi thầy sẽ gửi lại trên trang chủ của lớp mình sau. Để giải thích sâu sắc về cái ý nghĩa của arresting sentence. Rồi, the opening statement, những cái câu mở, những cái phát biểu mở. An effective case presentation begins with a clear one sentence summary of the case. Một cái ca mà hiệu quả đó là cái ca bắt đầu bằng một cái tóm tắt, một cái câu thôi. Tức là người ta bắt đầu bằng một. Mr. John is a 54-year-old man who presented this morning with an acute inferior ST elevation myocardial infarction. Đó. Thì ta nói đây là những cái kiểu bệnh án rất là hay. Vì cái người nghe chỉ cần nghe một cái là người ta biết được là cái người trình bày muốn nói cái gì liền. Ông John là một cái người đàn ông 54 tuổi vào bệnh viện sáng hôm nay vì một cái nhồi máu cơ tim cấp có ST trình lên. Và cái nhồi máu tiêu đó nó nằm ở sau dưới. Tức là chúng ta đọc được trên bệnh tâm đồ, người ta thấy là nó nằm ở cái nhánh của động mạch vành phải và thấy được ở trên D3, ở trên D3, ở trên V1 và ở trên AVF. Một cái nhồi máu cơ tim như vậy người ta gọi nó là acute inferior ST elevation myocardial infarction. Được chưa? Một cái nhồi máu cơ tim mà người ta thấy được trên bệnh tâm đồ ở V1, D3 và AVF thì người ta gọi cái nhồi máu cơ tim đó là inferior ST elevation myocardial infarction. Có nghĩa là một cái nhồi máu cơ tim ở động mạch vành phải làm
thấy được trên các cái chuyển đạo V1, D3, AVF và có một cái mảng sơ vữa đã gây tắc lòng của động mạch vành đó. Cái ST elevation có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là nếu một cái nhồi máu cơ tim mà có ST trên lên, có nghĩa là có một cái mảng sơ vữa, một cái cục máu đông đã gây đứt lòng, hoàn toàn lòng của động mạch đó và đã có cái hoại tử của cái mô bên dưới cái chỗ tắc đó. Vậy những cái trình bày như vậy người ta gọi là đây là cái trình bày rất là hay. Chỉ cần một câu thôi mà tóm tắt đầy đủ hết và cái người nghe người ta rất là hài lòng. Người ta biết liền phải làm cái gì cho bệnh nhân nó liền tức khắc. Vì chúng ta biết được rằng cái nhồi máu cơ tim của một phần là phải thì bệnh nhân không chết vì rối loạn huyết động, mà bệnh nhân có nguy cơ chết vì cái loạn nhịp tim. Vì cái động mạch bên phải nó nuôi cái nút xoang. Do đó người ta không sợ bệnh nhân chết vì cái tim phải đập không được, mà người ta sợ bệnh nhân chết vì không có ai làm chủ nhịp trái tim. Cái tim nó không có chủ nhịp đó. Vậy thì cái người bác sĩ lớn, trưởng khoa hoặc là trưởng tua đó, người ta biết là phải làm gì, phải để ý thêm cái gì, phải làm cái gì nữa để loại trừ cái chuyện bệnh nhân sẽ chết trong tua. Vì cái nhồi máu cơ tim mà bên phải thì chúng ta không nhất thiết phải đặt stent cấp cứu, cũng có thể nhưng mà không nhất thiết, có nghĩa là nó không ưu tiên bằng những cái nhồi máu cơ tim khác. Do đó cái người bác sĩ trưởng tua đó người ta sẽ cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác nữa. Rồi, opening statement has the same role as a newspaper headline. Yeah. Bây giờ tới đây là một câu rất là hay rồi. Chúng ta sẽ dừng lại đây rồi chúng ta lấy nguyên một cái đoạn rất là hay hồi nãy để chúng ta yêu cầu các bạn đọc. Hồi nãy chỉ có 3 từ thôi mà nguyên cái nhóm 17 người chỉ có 2 người thầy đồng ý, còn là 15 người thầy không đồng ý lắm. Do đó bây giờ chúng ta sẽ lên cái trang chủ của lớp mình lấy lại cái 4 cái câu của cái chữ present, present hồi nãy. Và ở trên đó cô Linh có đọc và yêu cầu các bạn đọc lại thử một lần nữa cho thầy coi. Bây giờ nó tệ hại. Ủa đâu cần phải đi đường đó đâu, ta đi đường Colin, ta đi đường Bresen là ra rồi, tội tình gì phải đợi nó làm chi. Colin nó làm chi, đi đường này nhanh hơn chứ. Rồi, hồi nãy chúng ta có 4 câu đây. Nhưng mà chúng ta không học hết 4 câu đâu nha, chúng ta. He has brought much of the present crisis on himself. The government's present economic difficulties. Được chưa? Ta đọc 2 câu thôi, còn 2 câu dưới ta bỏ. Thì tất cả mọi người đều phải đọc 2 câu hết. Nghe lại lần nữa đây. He has brought much of the present crisis on himself. The government's present economic difficulties. Rồi, chúng ta sẽ theo thứ tự từ dưới lên trên. Hồi nãy chúng ta đã đọc từ trên dưới, bây giờ chúng ta sẽ đọc từ dưới lên trên. Đó là Lương Tiểu Yến số 1, Tống Xuân Anh số 2, Lâm Chí Dĩnh số 3, Quỳnh Thông số 4, Tài Đoàn số 5, Đặng Quý Minh số 6, Nhật Minh số 7, Diễm Trang số 8, Mỹ Duyên số 9, Minh Khá số 10, Mai Anh 11, Lộc Phạm 12, Thái Ngọc 13, Hữu Phúc 14, Hưng Phạm 15, Bọn Chiên 16, Đặng Quý 17. Ta nghe lại lần nữa. He has brought much of the present crisis on himself. The government's present economic difficulties. Rồi, chúng ta mời hai các bạn bắt đầu. Tiểu Yến số 1. He has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Nghe lại lần nữa nè, mới đó mà đọc sai rồi. The government's present economic difficulties. The government's present economic difficulties. Hai chữ này đều là present. He has brought much of the present crisis on himself. Hai chữ này present hết nha.
Dạ. Rồi, hỏi số 2. Dạ thầy, con xin anh. He has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Yeah, nghe lại lần nữa là cũng sai. He has brought much of the present crisis on himself. Crisis. He has brought much of the present crisis on himself. Được chưa? Crisis, xin anh đọc cũng sai. Rồi, tiếp tục bằng số 3. Chí Vĩnh thì như micro hư á, nhảy lên bằng trên đi. Trên Chí Vĩnh lại đó. Bình Thông. He has grown much of the present crisis. Cái gì ta? On himself, the government is a present economic difficulty. Thầy đã nói hai chữ này đều là present hết. Nhưng mà cũng cố gắng đọc cho present thì đúng hả? He has brought much of the present crisis on himself. Ông Nguyễn Thông đọc lại. He has grown much of. He has grown much of the reason with present on himself, the government present economic difficult. Difficult. Yeah. Come on. Right. That's it. He has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Thank you. I'm not too bad. Rồi, tiếp tục. Dạ, con Quý Minh thầy. He has brought much of the present crisis on himself, the government present economic difficulty. Rồi, tiếp tục. He has brought much of the present crisis on himself, the government present economic difficulties. Thank you, tốt quá. Tiếp tục. Dạ, em Yến Giang. He has brought much of the present crisis on himself. The government present economic difficulty. Tốt, sai chữ này. Tốt hết rồi chữ này sai. Rồi tiếp tục. Em Duyên thầy. He has brought much of the present crisis on himself. The government's present economic difficulties. Yeah. Duyên cũng sai ngay cái chỗ brought của bạn Trang luôn. Rồi tiếp tục. Yeah, I mean Kat. He has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Sai hai chữ. Chữ này là crisis. Chữ này là economic. Tiếp tục. Dạ, em ơi anh thầy ơi. He wrote much of the present crisis on himself, the Roman present economic difficulty. Rồi, tiếp tục. Em Hữu Lộc thầy ơi. Rồi. He has wrote much of the present crisis on himself, the Roman present economic difficulties. Thank you. Tiếp tục. Em Thái Ngọc thầy. He has brought much of the present crisis on himself, the government present economic difficulties. Tiếp tục, được rồi. Thầy, he has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Rồi, tiếp tục. He has brought much of the present crisis on himself, the government present economic difficulties. Tiếp tục. He has brought much of the present crisis on himself, the government present economic difficulties. Ok, được rồi. Tiếp. Em Hạnh thầy. He has brought much of the present crisis on himself, the government's present economic difficulties. Ok, thank you. Rồi, chúng ta quay lại chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ.
Right. The opening statement, has the same role as a newspaper headline. Cái cách mà chúng ta mở đầu các cái kiểu viết ấy, cũng giống hệt như mấy cái tờ báo. Nè, họ bắt đầu vấn đề rồi đó. Bắt đầu một cái chuyên đề gì đó. It should give your audience a clear idea of what you're going to follow. Để cho những cái người đọc giả của mình, người ta biết được, người ta theo. Khi em đọc tờ báo vậy, em đi viết ngang, coi cái tưởng nó là gì đi, người ta biết nói về cái gì, người ta đi theo. It makes it much easier for a listener to focus on the key elements of the story. Imagine that you are listening to a case presentation. As soon as you hear an opening statement like one above the key points you would expect to hear in the rest of the history include. Rồi, những cái điều gì chúng ta lưu ý, các bạn sẽ thấy quá nhiều cái lưu ý luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, đó là gì? The precise nature of chest pain. Cái bản chất chính xác của một cơn đau ngực là gì? Vị trí, thời gian, hướng lan, tính chất cường độ. Rồi, associated symptoms, triệu chứng liên quan. Cái này thì trước thầy nói rất là kỹ rồi. Thế nào là triệu chứng đi kèm, thế nào là triệu chứng liên quan. Rồi, thầy giảng qua một cái thôi nha. Rồi các bạn về các bạn đọc kỹ cái này, buổi tới thầy dạy lại rất là kỹ. Thầy giảng qua luôn cái này. Relevant past history, những cái bệnh sử nào, cái tiền sử nào mà có liên quan chặt chẽ tới cái kỳ nhập viện kỳ này nè. Chứ không phải là tiền sử cái gì cũng kể rồi hết. Đương nhiên có nhiều cái tiền sử nó xa xôi chúng ta cũng phải kể, nhưng mà chúng ta phải kể trước tiên những cái tiền sử nào mà có dính chặt chẽ với cái kỳ mà nhập viện kỳ này. Ví dụ như là cơn đau thắt ngực trước đây, ví dụ như là bệnh nhân đã có từng làm một cái thủ thuật để tái cái lưu thông mạch máu của động mạch vành, như là đặt stent rồi hay là mổ bypass rồi hay làm gì đó. Work history, tiền sử sử dụng thuốc gì rồi. Social history, tức là hoàn cảnh xã hội như thế nào. Ví dụ như bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, tiền sử uống rượu, các tiền sử gì mà liên quan tới cái đợt nhồi máu cơ tim này. Family history, chúng ta biết được rằng nếu mà có cha mẹ chặt chẽ mà có bệnh tim rồi thì cái chuyện người đó bị bệnh tim thì nguy cơ rất là cao. Còn nếu mà ông nội bà nội bị tim nhưng mà ba mẹ thì không có, bây giờ tới người con bị thì lúc đó cái nguy cơ nó thấp hơn một chút. Cardiovascular risk factors, yếu tố nguy cơ tim mạch. Yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta lại chia thành hai nhánh, đó là yếu tố nguy cơ phụ thuộc và yếu tố nguy cơ độc lập. Yếu tố nguy cơ phụ thuộc là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được, ví dụ như là hút thuốc, ví dụ như là uống rượu, ví dụ như quá mập, ví dụ như là bla 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 gì đó mà ta có thể thay đổi được thì ta gọi là yếu tố nguy cơ phụ thuộc. Còn yếu tố nguy cơ độc lập là những yếu tố nguy cơ mà ta không thể nào thay đổi được, ví dụ như là bệnh nhân là nam hay là nữ, bệnh nhân là bao nhiêu tuổi, hay là bệnh nhân có cha là bị nhồi máu cơ tim chết, thì những cái yếu tố nguy cơ đó ta gọi là yếu tố nguy cơ độc lập, là không thể nào thay đổi được. You would also expect to hear about the relevant examination facts. Chúng ta cũng cần có những cái thông tin về cái khám lâm sàng mà có liên mà chúng ta cảm thấy là rất là hữu hiệu, tức là những thông số đó cần phải nghe để mới biết được là có liên quan chặt chẽ tới cái bệnh kỳ này, ví dụ như mạch và huyết áp, ví dụ như là tĩnh mạch cổ có nổi hay không, tiếng Gallo đó, T3 là Gallo đó, tức là đó, ta gọi là chest occupation, nghe tim có thấy gì không, peripheral pulse, mạch ngoại biên như thế nào. Rồi, những cái cận lâm sàng mà liên quan chặt chẽ, ví dụ như là điện tâm đồ, ví dụ như mang tim, ví dụ như là mỡ máu. Đó. Như vậy các bạn thấy tất cả 15 cái dấu chấm này người ta chia thành 3 mục. Mục đầu tiên đó là triệu chứng lâm sàng. Mục thứ hai là các cái khám thực thể. Và cái thứ ba đó là cái cận lâm sàng. Như vậy các bạn chọn lại cho thầy thành 3 cái mục riêng. Để buổi tới thầy sẽ giảng chi tiết hơn. Rồi, hôm nay ta nghỉ đây.